Ok, hello anh em. Anyway Man đây. Và hôm nay anh em thấy có một điều mới mẻ. Đó là mình mới lấy chiếc Ford EcoSport này. Hôm nay có thể nói là một cái car vlog đầu tiên của kênh Anyway Man. Sắp tới thì cái kênh của mình nó sẽ không có nằm ở motor vlog không, mà nó có xen kẽ với lại car vlog, với lại là cuộc sống hàng ngày, đi ăn, đi uống hay là đi chơi ở đâu đó. Còn cái vấn đề mà về xe cộ, kỹ thuật đồ này kia, sản phẩm này kia thì anh em biết rồi, đó là mình sẽ làm một cái kênh riêng. Đó là kênh AMV Shop. Thì anh em có thể đăng ký kênh AMV Shop ha, để mà theo dõi những cái video mà về kỹ thuật hoặc là về sản phẩm. Anh em nào muốn tìm hiểu một số sản phẩm của xe mô tô thì có thể ghé qua kênh AMV Shop. Lâu lâu thì mình sẽ làm một cái vài video clip về sản phẩm đó ở bên kênh Anyway Man. Mình mua con này cũng được 2 tuần rồi. Nhưng mà có điều là không có bằng. Vì là mình thi hồi ngày 14 tháng 1 nhưng mà bị dướng cái Tết, thành ra là cái bằng nó bị delay. Tới hôm qua là ngày 3 tháng 2 thì mình mới có được cái bằng trong tay. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 Valentine. Một tháng trời mới có cái bằng, bây giờ mới được lái xe đi. Xe thì giấy tờ đăng kiểm rồi này kia đầy đủ hết rồi, nên là hôm nay chính thức được cầm lái con này ra ngoài đường, rất là vui. Cái vlog hôm nay thì mình sẽ nói về cái con Ford EcoSport này. Hôm nay mình chưa có review gì này kia đâu. Kênh Anyway Man này mà bây giờ đi review xe hơi thì nó hơi kỳ, thành ra là để sau này đi. Mình phát hiện thêm nhiều cái vui vẻ về con này thì mình sẽ làm video riêng về nó cho anh em coi. Hôm nay thì chia sẻ với anh em vì sao mình mua con này, nhu cầu mình là cái gì. Ok, đi thôi. Mình đã có cái ước mơ mua xe hơi từ rất là lâu rồi anh em. Hồi đó, hồi cấp 3 mình rất là mê xe ô tô. Cái thời cấp 3 là số tiền mà mình có, ba mẹ mình cho mình hàng ngày á, mình để dành. Không dám ăn uống gì nhiều. Biết làm gì không? Mình mua tạp chí ô tô mình coi. Hồi đó nó có cái tạp chí ô tô xuất bản ngoài nhà báo á. Đó làm gì mà có internet đâu. Mình cũng chả có điện thoại để mà coi Auto Pro hay là mấy cái kênh diễn đàn về ô tô. Chủ nhật á, là nó sẽ có một cái cuốn báo về ô tô, trong đó là có những mấy con siêu xe rồi Ferrari, Lamborghini đồ á. Đi ngoài đường mà mấy cái hãng xe rồi này, mặc dù là mình mới học lớp 9, lớp 10 thôi, nhưng mà mấy cái hãng xe là mình thuộc hết. Rồi xe đó bao nhiêu chỗ, bao nhiêu công suất, mã lực đồ này kia mình thuộc hết. Ba mẹ mình cũng rất là bất ngờ về mình luôn. Đó là mình mê xe ô tô từ hồi nhỏ rồi. Và mình ước mơ là cỡ khoảng 30 tuổi là mình phải có con ô tô. Cho mãi tới khi mà lên học đại học á, thì mình lại bắt đầu mình chuyển qua mình mê mô tô đó. Và khi mà ra trường thì mình lại mê, mình chưa có tiền mà, mình ra trường mình ráng mình cố gắng mình làm trong vòng khoảng 2 năm mình mua được con Exciter. Exciter lúc đó giá mắc lắm anh em, không có như anh em nghĩ là 40 triệu đâu. Cái thời mình mua là mới vừa ra mắt á là 60 triệu đó. Mình mua 60 triệu xong mình năn nỉ đại lý nha, đại lý nó mới giảm giá xuống còn 59 triệu, giảm có 1 triệu à. Luôn giấy tờ này kia đó. Thì mua xong được thời gian thì mình lại đổi qua FZ đồ này kia, giống như cái quá trình mà anh em đã coi đó thì anh em cũng biết rồi. Lúc đó là bắt đầu mình không còn thích ô tô nữa, tại vì mình đi trong thành phố mình thấy ô tô nó quá là bất tiện, nó chật chội, đường thì đông xe, rồi đi ăn đi uống rồi này kia kiếm bãi giữ xe nó cũng rất là cực, rất là khó. Hiện tại thì mình vẫn không gọi là mê ô tô bằng mô tô đâu, nhưng mà có điều là vợ mình á, thông báo với anh em là một tin vui là vợ mình đã có baby, dự sanh là tháng 6 này sẽ sanh rồi. Vợ mình có bầu á, mà mình đi xe máy á, trời ơi nó rất là cực anh em ơi, nó khổ lắm. Lý do mà vì sao bữa giờ mình ít đi bằng Monster vậy đó, vì là mình chở vợ mình đi làm. Hồi trước thì vợ mình tự đi làm, nhưng mà giờ mình phải chở vợ đi làm, vợ có bầu rồi. Đi thì phải đi bằng Vision thôi, chở đại bà bầu mà sao đi bằng mô tô được. Thành ra là rốt cuộc
không có làm vlog được. Mà đi bằng xe máy chở bầu thì má ơi nó như cực hình vậy anh em. Đường mà kẹt xe đồ này kia, hoặc là mấy ông giao đá nè, rồi mấy bà trời từ trong hẻm băng ra nè, quẹt đầu xe nè, vợ mình thì ngồi một bên, rồi nào là ổ gà ổ voi, bụng vợ mình thì càng ngày càng to. Đó, chở bà bầu mà lại đi bằng xe máy cho thành phố nó giống như là chở một cái bình pha lê. Thành ra là rốt cuộc mình quyết định là thôi không lên đời mô tô nữa, mà mình sẽ mua ô tô. Như anh em biết thì Biker Lầy thì mua được con đổi được con Đúc 1290 Super Đúc. Mình thì dự định của mình trước đó thì cũng định mua lên 821 hay là hai bờ mô tát gì đó, nhưng mà rốt cuộc là mình thấy đi trong thành phố mà đi chở bà bầu nguy hiểm quá, thế là phải đầu tư mua một con EcoSport này. Đó là lý do mình mua xe hơi, vì nhu cầu thôi, chứ thật ra thì đam mê của mình nó vẫn dành cho xe mô tô nhiều hơn. Trước khi mua con này á, là mình định mua con Suzuki Swift. Có điều á, là về cái an toàn của nó thì mình cảm thấy nó không có được ngon như con này. Túi khí thì hình như chỉ có 2 túi khí thôi, mà gầm thấp nữa. Mà đi mấy con gầm thấp mà đi ra đường cao tốc đồ này kia là mình chạy toàn là ngồi ngang với bánh xe tải không à. Thành ra mình cũng hơi sợ. Rồi vấn đề của xe gầm thấp là mình đi vô đường dằn đường sóc nó cũng rung lắc cũng nhiều lắm. Như anh em biết rồi đó, cái clip trước mà mình lấy xe là bạn Nguyên á mới theo dõi kênh mình cũng lâu rồi, thì inbox cho mình kêu là qua coi xe đi, coi EcoSport đi. Đấy. Duyên sau đó rồi mình qua bên đó mình coi thử xe, rồi leo lên xe chạy thử này kia. Ghiền con này liền. Vừa nhỏ gọn mà vừa gầm cao. Ồ, Harley Davidson CVO nè anh em. CVO đẹp quá. Tay lái nhẹ nè, rồi 7 túi khí nè, màn hình có Apple CarPlay nè, đặc biệt là xe Mỹ thì nó rất là chắc chắn, khung sườn nó rất là chắc chắn, và cảm giác lái những con xe mà gầm cao như con EcoSport này thì nó cũng dễ chịu hơn là ngồi thấp. Những cái chuyến đi xa đi con này nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với con Swift kia. Và một cái nữa là con Swift kia thì cái máy nó chỉ có 1 chấm thôi. Sẵn tiện đây nói cho những anh em nào không biết thì động cơ của xe máy nó sẽ tính bằng cc, nhưng mà động cơ của xe hơi sẽ tính bằng lít. Thì ví dụ như xe 1 chấm tức là 1 lít thì là 1000cc. Ví dụ như là con Swift đó là 1 chấm á, là cái máy nó là 1000cc á, là bằng con Z1000 á. Còn con này thì là 1.5, tức là 1500 phân khối á. Bữa mình cái clip mà trước mình nói là mình sẽ đổi con 1500 phân khối là con này nè. Con này thì động cơ nó 3 máy, có cái con cũng giống con này luôn nhưng mà nó là động cơ EcoBoost thì nó là 1.0 thôi, ít hơn con này 500cc. Nhưng mà có điều nó có turbo nó khủng khiếp lắm anh em. Không có đơn giản là qua xe hơi, nó là một cái chân trời mới rồi. Mình chơi mô tô á là cứ con nào 1000cc là mạnh hơn con 800cc ha. Nhưng mà qua xe hơi nó khác nha. Ví dụ như con Ford Ranger Wildtrak á, hồi trước nó có cái bản 3.2 á, nhưng mà sau này nó không còn là 3.2 nữa, nó lại qua cái bản 2.2 thôi. Mà tại sao 2.2 lại mạnh hơn 3.2? Nó là có biturbo là hai cái turbo một lúc luôn, một cái nhỏ một cái lớn. Thì cái turbo này nó giúp cho cái động cơ nó mạnh hơn rất là nhiều, mà lại dùng một cái dung tích ít hơn. Thành ra là cái bản 1.0 của con này nè, nó có cái turbo á mà nó mạnh hơn con này rất là nhiều, nhưng mà tiết kiệm xăng hơn rất là nhiều luôn. Một cái điều bạn đó mắc quá mình không có mua được. mình chỉ có thể mua được con 1.5 này thôi. Nhưng mà 1.5 nhưng mà vẫn là bản đủ anh em. Nó có màn hình 7 cái loa, túi khí 7 cái luôn. Khi mà mình qua một cái xe hơi á, thì nó sẽ có những cái nó khác hơn xe máy rất là nhiều anh em. Ví dụ như hồi đó mình đi đi ăn đi uống đồ thì mình đi xe máy á, mình muốn đi đâu mình đi, mình muốn ăn gì mình ăn, ổ xe đâu cũng được tùy ý. Nhưng mà đi xe hơi á, ví dụ như đi ăn phải gọi điện trước hỏi chỗ đó có bãi giữ xe không. Hầu hết những con đường ở Sài Gòn này á, nó cấm đổ anh em, cấm đổ cấm dừng, rồi có chỗ thì cho dừng,
cấm đổ, hầu hết là không có đường nào mà có cái biển parking này hết trơn á, toàn là cấm dừng cấm đổ không à trong Sài Gòn á, nên là đi ăn đi uống gì á là rất là cực. Nhưng mà cái quan trọng nhất của mình á là vẫn là gia đình đó. Vợ mình có baby rồi, sau này thì mình chở vợ con mình đi chơi Đà Lạt, Vũng Tàu gì đó thì đi con này nó cũng an toàn hơn rất là nhiều. Nhiều anh em hỏi là có bán Monster để mua con này không thì không có nha anh em, mô tô thì mình vẫn lần để đó, rảnh thì mình vẫn sẽ làm vlog bình thường, anh em yên tâm mình chưa có bỏ mô tô đâu. Con Monster thì vẫn nằm ở shop. Bằng lái thì cũng dễ lắm anh em cũng nên bây giờ thời buổi giờ anh em cũng nên có cái bằng lái B2. Đi đâu đó chơi mình có thể thuê xe mình đi. Anh em nào có điều kiện hơn thì mua luôn cái xe cũng được, giống như mình nó khỏe hơn. Có một đợt mình kể cho anh em nghe vui lắm, có một đợt á là gia đình vợ mình từ Hội An vô, ba mẹ vợ á vô thì không có xe, cái là mình phải đưa chiếc Vision cho ba mẹ vợ mình đi, còn mình thì đi chiếc Monster. Mà anh em biết trong đường thành phố này mà đi Monster mà cà lê nó rất là mệt, nóng nữa, còn ba mẹ vợ mình á thì không rành đường ở Sài Gòn, thành ra là đi cũng rất là chậm. Nó như cực hình vậy anh em, buổi tối mà đi dẫn ba mẹ vợ đi mua đồ, mua sắm này kia đi theo á, đi con Monster đi theo một chiếc Vision mà đi không bao giờ được 20 km/h. Anh em tưởng tượng đi, nó khủng khiếp cực kỳ luôn. Lúc đó mình chỉ ước là có cái xe hơi chở ba mẹ vợ mình đi, ngồi hết lên cái xe mình chạy, trời nó sẽ rất là khỏe. Mà đi ráp á thì nó bất tiện nhiều cái lắm, ví dụ như là anh em đi mua đồ đúng không, leo hết lên chiếc ráp chạy tới chỗ mua đồ xong cái phải bút ráp, mà bút ráp á thì mấy cái giờ cao điểm á bút không được đó, rồi mưa gió bút cũng không được luôn. Thế là ngồi ở cái shop mà nó bán đồ á, ngồi đó chờ cái chiếc ráp, bắt được chiếc ráp nó rất là cực, rất là ngại luôn. Trong khi nếu mà mình có xe hơi là mình đã ok, mình đi từ đời nào rồi, rất là tiện. Từ lúc đó là bắt đầu mình cảm thấy là ráng cố gắng làm ăn, mua con ô tô đấy. Rất mong anh em thông cảm nha, mà mình mới lái thành ra là mấy cái chỗ mà nó khó xử lý mình phải tập trung, và mình nói chuyện nó không có được liền mạch, nó ầm ừ vậy đó. Cái đường ngoài Đà Nẵng anh em, trời ơi, nó sướng lắm, đi xe hơi ngoài Đà Nẵng là giống như thiên đường vậy đó. Thành phố Đà Nẵng nha, mình thấy hầu hết các đường nó đều có xe, nó đều có cái lane mà để cho anh em đậu xe hơi. Anh em nào đi xe hơi ngoài Đà Nẵng rất là tuyệt vời luôn, đi đâu cũng có chỗ để hết, mà chỗ để của nó hầu hết là miễn phí hết á. Còn ở trong Sài Gòn này mà kiếm được cái chỗ để nó rất là cực rồi, chỗ để mà có đi nữa thì vô cũng phải tốn phí. Ví dụ như mình không biết là phí bao nhiêu nha, không biết phí bao nhiêu, tại vì mình chưa gửi bao giờ đó, mà mình nghe nói là cũng 30-40 ngàn gì đó. Cái khó của cái người mà mới lái, cho dù lái cứng cách nào đi nữa, nhưng mà cái người mà mới lái lúc nào cũng bị đó là không nhìn biển hiệu. Đi xe hơi phải nhìn biển rất là tập trung luôn á. Ví dụ như đi xe máy anh em muốn đi sao đi à, hầu hết đường ở Sài Gòn này là xe máy đi được hết, nhưng mà đi xe hơi là đường này cấm nè, xe hơi cấm quẹo vô nè, từ giờ bao nhiêu tới giờ bao nhiêu nè, rồi lên là phải xe hơi phải chạy lên nào nè. Nè ví dụ như mấy bảng này anh em đi xe máy đâu cần quan tâm đâu, mà đi xe hơi là phải quan tâm á. Bảng đó là bảng cấm dừng cấm đổ, tức là đường này không có được dừng lại. Cái khái niệm dừng với đổ nó khác nhau nha. Dừng ở đây là khi mà anh em tấp vô lề, anh em phải bật đèn xi nhan á, rồi nổ máy, rồi ngồi trong xe không được ra ngoài. Bước ra ngoài cái hơi là gọi là nó sẽ chuyển qua là đổ xe. Cái bảng đó, bảng là ở cái hình ở dưới là cấm đổ, được phép dừng. Còn bảng trên là cấm dừng cấm đổ, nó có giờ giấc đàng hoàng luôn ha. Hầu hết đường ở Sài Gòn là không có đường nào mà ít có đường nào mà cho đổ lắm. Hầu hết là cấm đổ hết. Chỉ có là cho phép dừng hay là không cho phép dừng thôi. Nè, ví dụ như các bạn này không, xe hơi là không được quẹo trái nè. Còn em đi xe máy rồi anh em đi đâu cần phải quan tâm mấy cái đó làm chi, muốn quẹo đâu quẹo nè. Xe hơi muốn quẹo trái đâu được. Thôi mình phải dừng video tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này, một cái car vlog đầu tiên của kênh Anyway Man. Anh em nhớ bấm like, bấm một nút subscribe, đăng ký bên dưới để theo dõi các motor vlog tiếp theo. Và nhớ ghé thăm kênh AMV Shop, cũng có nhiều cái rất là thú vị bên đó. Cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye.
face.